chào anh em đã đến kênh Nhôm Kính Nhôm Nai nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái xưởng nhôm lớn nhất Thái Thụy nhé. Đây là xưởng nhôm chuyên sản xuất cửa nhôm của nhựa và cung cấp nhôm nhựa cho toàn bộ huyện Thái Thụy. Anh em xem clip mình sẽ quay căn cứ ở đây nhé. Thì em nhớ like đăng ký kênh nhé để theo dõi clip nhé. Ok nhé. Làm cả nhôm và nhựa nhé, làm cả cửa nhôm và nhựa sinh pha đầu C, rất là nhiều máy đó, các loại máy phay, đây là ba con máy phay. Khu ngoài kia là ngoài sản xuất, xưởng này đến phải đến 1000 m2, nay công nhân đi làm hết rồi. Đây là khu cửa nhựa. Bác thợ già đang làm mọi người. Quay cận cảnh anh xem. Nhựa. Rất nhiều máy phay. Máy đột dập. Nùa này. Nhựa, rồi nhựa lưỡi thép, nhựa, đài C của cái sinh pha đây, sợ, cây mật dựng, rồi 2 ly 2, đài C mật dựng, nẹp sập cái nhựa. Khu này khu cửa nhựa. Máy này là máy hàn nhựa, cắt nhựa. Khu này khu cửa nhựa. Cửa nhựa loại thép. Rất chắc, nặng. Đó, cửa nhựa loại thép. Rất nhiều máy. Mình sẽ đi ra ngoài mình quay về cho anh em xem nhé. Khu này thì sản xuất cả nhôm cả nhựa. Bán cả đây là cung cấp toàn bộ cửa nhôm. Nó có hai cơ sở, đây là bên phải. Còn kia đây, kia là bên văn phòng, bên kia là cung cấp kính, cắt kính. Thì hai cái cơ sở này là cùng một chủ nhé. Cung cấp toàn bộ nhôm kính cho huyện Thái Thụy nhé. Đây mọi người xem nhôm này, sinh pha này, đó. Quay về sau nha anh em nha. Đây công ty kia, mà là công ty Anh My nhé, Anh My. Đó, mình đây bên kia là chuyên cung cấp kính nhôm. Trong xưởng này rất là nhiều nhôm, cung cấp nhôm cho toàn bộ Thái Thụy. Chào khán giả chị. Đây, toàn bộ nhôm kính. Đó. Cất điện tử này. Xưởng này là hàng 1000 m2. Nhôm nhựa. Đây có các loại nhôm nhựa PMA, PMD, sinh pha, răng ly layer, trần nhựa, vách ngăn, các loại màu. Đây nhựa. Khu này là khu trưng bày hàng. Đó. Đó, nhựa.
các màu luôn, có cả màu đen. Đó, màu đen đây. Rất nhiều tấm ốp lợp. Vô cùng nhiều. Tôi làm việc. Đây mẫu cửa nha, đây mẫu cửa. Cửa nhôm nội thất. Bản rất là to chắc. Đó. Trong này là khu sản xuất tối thì đùa vi sinh va mình hay làm đây. Lùa. Đây là lùa nhé. Đây là sinh pha xịn này. Sinh pha Ali 2, sinh pha Quảng Đông đây. Đây là cửa sinh pha Quảng Đông. Còn là em không hết nhé. Bản này 4D. Bản này xịn chưa? Đây là bàn xịn xịn to này. Thò đang cắt kìa. Đây, công ty anh đi này là công ty lớn nhất của huyện Thái Thụy. Cung cấp toàn bộ nhôm kính cho thị trường Thái Thụy. Sản xuất gia công những công trình lớn, dự án lớn ấy. Sản xuất hàng nghìn mét cửa. Đây. Hệ thống nhà dàn giáo các kiểu. Bốn năm máy cắt nhôm, hai máy cắt nhựa, hai máy cắt nhôm, hai máy ép góc. Hai máy ép góc bác già nhiều kinh nghiệm. Máy này máy cắt nhựa, hai ba máy cắt nhựa luôn, nhôm nhựa làm nhiều. Anh em xem video cho mà like nhé.